Kaken Máy móc Việt Nam. Em là Ngọc Lan bên công ty Máy móc Việt Nam. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng máy MIG 200i của Brotep. Dòng này thì đến với thị trường cũng khá lâu rồi. Nhưng mà bình thường thì nó mới đầu ra nó cũng có chương trình khuyến mãi, sau đó là nó ngừng chương trình khuyến mãi và bây giờ nó quay lại một chương trình khuyến mãi mới. Thì em sẽ hôm nay sẽ đập hộp, giới thiệu và test máy cho anh em xem cái dòng MIG 200i này nha. Và những phụ kiện đi kèm cũng như cái chương trình khuyến mãi. Đây nha anh em. Đó, hồi nãy giờ anh em thấy khui hộp thì chỉ có con máy chính và cái búa chổi gõ sỉ cũng như là mặt nạ hàng theo máy thôi. Đó, thì bình thường đối với những vòng mic khác trên thị trường là nó có dây hàng kẹp mát đàng hoàng cho anh em. Nhưng mà Brotep nó muốn đem về cho anh em một bộ dây hàng kẹp mát bằng đồng. Đó, cho nên nó tự làm luôn. Tự làm luôn anh em. Đó, anh em thấy xịn sò không? Bộ dây hàng kẹp mát 3m, 2m cho anh em luôn. Đó, là quà tặng của nó. Và kèm theo những quà tặng cho cái chương trình này, nhân dịp nó mới về. Đó, thì một cuộn dây 1 ký. Rồi cái găng tay 1 lớp nha anh em. Găng tay 1 lớp. Kính hàng điện tử ha. Và bên em tặng 5 cái bát hàng để cho anh em về anh em thử máy. Đó là toàn bộ phụ kiện mà hiện tại Máy móc Việt Nam cũng như hãng hỗ trợ cho anh em. Đó, thì con này á, nhiều anh em cũng rất là biết thông qua nó rất là nhiều rồi đúng không ạ? Đó, thì bây giờ em cũng nói sơ cho anh em thôi. Đây, cái dây này thì mình gắm vào đây để mình xài mic. Đây là cây súng. Cây súng nó là liền thân nha anh em. Liền thân tầm 1,5m, 2m. Có hai cái núm chỉnh cho anh em luôn. Đó, một núm là mình chỉnh volt, một núm là chỉnh am. Thì khi mà mình xài á, là mình nhấp cái nút này để cho cái dây nó ra. Đó, đó là nhấm vần. Rồi, anh em xem qua con máy nha. Cũng giống như những lần trước nó về thôi. Đó, nhưng mà bình thường á, mới đầu thì nó về cái chương trình tốt hơn. Nhưng mà lâu rồi thì bây giờ vật giá cái gì nó cũng lên hết. Đó, mà bây giờ do là cũng dịch giả nhiều cho nên là nó cũng tạo điều kiện cho anh em nhiều. Cho nên nó tạo ra một cái chương trình khuyến mãi như hôm nay. Đó, thì anh em thấy như thế nào ạ? Máy móc thì con máy này cũng giống như xưa thôi, không khác cái gì cả. Anh em có thể nhìn qua. Đó, có bộ tản nhiệt nè. Đó, để khi mà mình xài á, nó lượng nhiệt nó ra, nó làm cho con máy của mình nó sẽ nó thoát khí ra, nó làm cho con máy của mình nó sẽ bớt nóng, mình xài nó sẽ được lâu bền hơn nha anh em. Đó. Rồi. Cái này là nguồn điện nó cũng khá dài nha anh em. Chắc em nghĩ cũng được 2m. Rồi. Cái này là cái nút on off. Cái này là cái quạt tản nhiệt nè anh em, quạt tản nhiệt khi mà mình xài để cho nó lượng khí nó ra. Còn cái nút này là để cho mình xài khi mà mình xài khí. Nhưng mà đa số anh em mua cái máy này về thì đa số dùng không dùng khí thôi. Con này thì mình dùng trên vật liệu cỡ tầm 2 ly thì là vô tư nha anh em. 2 ly là vô tư, mình xài công trình. Anh em nào mà xài cửa sắt hay là mình xài gia đình là cực kỳ ok nha. Đây, để em nói qua cái bộ đẩy cho anh em nha. Đó, anh em xem qua ha. Đó. Anh em có thấy cái bộ đẩy không ạ? Bộ đẩy mic 1 ký đa số trên thị trường đều là bộ đẩy như thế này nha anh em. Anh em nhớ kỹ giúp em. Đó, khi anh em xài mic 1 ký là đa số bộ đẩy như thế này hết. Thì đa số mình chỉ xài nên xài cùng 1 ký thôi. Tại vì có nhiều anh em là mua cái máy này về mình đổ lên 5 ký, 15 ký. Nhưng mà thật sự đối với cái bộ đẩy này không phù hợp nha anh em. Đối với bộ đẩy này khi mà mình xài 5 ký hay 15 ký nó sẽ không phù hợp. Tại sao em nói không phù hợp? Thứ nhất, khi anh xài á, dây nó ra không nổi. Mối hàng nó sẽ không đẹp. Mối hàng nó sẽ không ngấu. Đó, mà anh em ví dụ nếu mà mình xài thợ á, đa số mấy anh đem đổ ra thì đa số là thợ hết rồi. Chứ nếu mà anh em xài gia đình thì em không có nói ha. Đó, thì mấy anh em mua về là đổ lên rồi khi mình xài nó sẽ không có độ ngấu. Thì cái mối hàng của mình nó sẽ không ok. Đó, mối hàng không ok thì dẫn tới những cái thành phẩm của mình nó không được mong muốn. Đó, cho nên anh em cố gắng lưu ý cái điều này giúp em nha. Tại vì hiện tại trên thị trường mic 1 ký này là có dòng súng này là súng liền thân nha anh em. Súng liền thân, nhiều anh em về có thể đổ ra thành súng rời được luôn. À, rất là dễ luôn, nhiều anh em đã làm rồi. Còn nếu như mà bản thân cái súng mic 1 ký có nhiều dòng trên thị trường á, nó vẫn có cái dòng là súng rời.
Nhưng mà súng rời của nó cũng chỉ có 1m, 2m, nó không lắm là cũng 2m rưỡi thôi. Nhưng mà nhiều anh á cứ nghĩ à mình có súng rời rồi thì mình cứ đổi lên 3m, 5m mình xài. Nhưng mà thật sự ra khi mà mình xài với cái súng dài như thế thì con máy này nó cũng không đảm bảo nha anh em. Đó, cho nên là em nói kỹ với để mấy anh, tại vì có nhiều 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 chỗ nó đang bán mà nó không có ghi là mic 200i, 200A hay là gì hết, mà nó nói 250, 230, 270, 300, đại khái như vậy, nhưng mà nó cũng chẳng qua là mic 1 ký thôi. Đó, cho nên anh em lưu ý cái này giúp em nha. Đó. Rồi. Nói nhiều quá mất công rồi anh em lại nghĩ em sao nói hoài. Thì bây giờ em sẽ qua cái phần em hướng dẫn cho anh em ha. Hướng dẫn cho anh em xài. Rồi. Thì bình thường là mình bản thân mình đã có cái cuộn dây 1 ký bên hãng nó đã tặng cho anh em rồi. Thì mình lấy ra mình xài thử ha. Nhưng mà để như vậy để còn về tặng cho anh em nữa. Em lấy một cái cuộn của em nha. Rồi, gắn vô cho anh em. Thì anh em nhớ cho em một kỹ là khi mà mình gỡ cái này ra là mình giữ cho nó kỹ chứ không là nó sẽ bị tuột. Mình bấm cái này đi. Đó. Vậy đó. Cho nó thẳng thớm. Rồi mình gỡ cái này ra giúp em nha. Rồi. Cái thứ nhất để mình để thứ tự tí nữa mà mình lấy cho nó dễ anh em ha. Rồi, được rồi đó. Rồi, bây giờ anh em nè. Mình gỡ cái này xuống. Móc nó lên. Rồi. Anh em thấy cái lỗ chỗ này không? Cái này em thấy nó chưa có được thẳng. Em bấm cho nó thẳng luôn nha. Mình xài nó sẽ dễ hơn anh em. Rồi. Mình nút nó vô. Đó, anh em thấy tới chỗ đây này nè. Anh em thấy cái xanh không? Anh em cố gắng cho nó vô nha. Rồi. Sau đó mình lắp nó vô. Nhiều anh biết rồi nhưng mà nhiều anh chưa biết cho nên là em hướng dẫn cho những anh chưa biết nha. Đó. Rồi. Mình theo thứ tự lại ha. Thằng này. Rồi tới thằng này. Rồi tới thằng này. Ủa. Đó. Rồi cuối cùng là cái này. Rồi, khi mà mình xong rồi á, mình để cho cái dây súng mình nó thẳng thớm nha anh em. Mình để dây súng cho nó thẳng thớm. Cái cuộn dây rồi, bây giờ mình phải mở cái này ra nha anh em. Cái này là cái chụp khí nè. Mình mở cái chụp khí ra. Rồi mình mở cái bét ra, xem thử cái bét. Nhà sản xuất người đang cho là 1 ly hay 0.8. Rồi cái cuộn dây này em đang test là 1 ly, cho nên mình dùng bét 1 ly nha anh em. Rồi. Sau đó mình nhấp vào cái nút này. Đây, cái nút này nút ra dây nè. Anh em nhấp nhiều cho nó ra dây nhanh. Rồi mình nhấp cái nút của cái súng. Rồi, thì anh em nhấp thấy dây nó ra không ạ? Thì có nghĩa là mình xem nè, nó có những chế độ này. MMA là hàng que. Liptic là chế độ tích sẹt. CO2 0.8 có nghĩa là mình đang xài mic có khí mà xài cuộn 0.8 anh em. Rồi, mát 0.8 có nghĩa là khí trộn mà mình xài cuộn 0.8. Và plus 0.8 này là không dùng khí cuộn 0.8. Và bây giờ hồi nãy em nói là mình đang xài cuộn 1 ly đúng không? Thì mình nhấp vào cái nút đó cho nó qua cái chế độ 1 ly cho anh em nha. Rồi mình xài. Còn khi mà anh em, khi mà mình về mình xài á, mà lỡ khi mà mình nhấp súng mà dây nó không ra là mình xem thử nó nằm ở chế độ nào nha. Nó nằm chế độ MMA là nhấp nó không có ra dây nha anh em. Đó. Rồi trước khi mình dùng mic á. Rồi mình lắp cái bếp hàng vô. Rồi bỏ cái chụp khí vô ha. Cái này là chụp khí mình không có vẹn mà mình lấy nó vô vậy thôi. Không có vẹn ha. Rồi. Cái sợi dây này mình cắm vào cái nút này nha anh em. Rồi. Đó. Hồi nãy giờ em đã hướng dẫn cho anh em xài cái con mic rồi đó hả? Anh em nào mà xài gia đình thì cứ xem kỹ cái video em hướng dẫn nha. Còn anh em nào mà là thợ thì anh em biết rồi thì bỏ qua phần này cho em ha. Rồi. Hồi nãy giờ anh em thấy con máy này như thế nào ạ? Nếu như mà mình xài cùng 1 ký xài cho gia đình. Đó, đối với cái dòng này là dòng Protect Mic 200i rất là phù hợp với anh em xài gia đình. Còn anh em thợ cửa sắt mình xài cỡ tầm 20 ly đổ lại là vô tư nha. Đó. Thì anh em nào mà đã ưng ý rồi thì để em nhờ anh kỹ thuật test máy thêm
cho anh em xem thử cái mối hàng nó có phù hợp với anh em không, được không ạ? À, ví dụ như cái mối hàng mic, em nói thật với anh em nha, thứ nhất là mối hàng chắc chắn nó sẽ chắc hơn so với khi mà mình xài que. Thứ hai là tiết kiệm chi phí cho anh em. Tại sao em nói tiết kiệm chi phí nè? Đối với một cuộn dây 1 ký như thế này là nó tương đương với 4 bó que hàng 2 ly 5. Tương đương với 4 bó que hàng 2 ly 5 thì là đồng nghĩa với là mình sẽ tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Khi nào mà những anh em mà xài cửa sắt mà muốn từ que sang mic thì mình nên đầu tư một con máy như thế này nha. Rồi, không để anh em đợi lâu, em sẽ nhờ anh kỹ thuật test máy cho anh em xem nha. Rồi anh em xem cái mối hàng đi ạ. Cái này là hộp kẽm anh em nha, 1 ly trên sắt 1 ly. Đó, anh em nhìn mối hàng nó ngấu không ạ? Mối hàng này nói về mối hàng mic thì nó rất là chắc chắn nha. Ngon hơn mấy hàng que nhiều. Rồi hồi nãy giờ anh em đã thấy cái anh kỹ thuật anh test máy như mối hàng anh em xem rồi đó. Thì đối với con máy này em cũng nói một cái gọi là anh em xài con máy này xài gia đình thì rất là ok luôn nha. Nó rất là phù hợp với nhiều anh em gia đình. Tại vì khi mà mình xài gia đình á, đa số mình xài hộp mỏng rất là nhiều, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mối hàng của nó chắc. Thì khi mình xài á, mình không có sợ nó bị nứt mối hàng này nọ, không phải như mối hàng que. Thứ hai nữa là cái nó rất là tiết kiệm chi phí cho anh em. Anh em mua ban đầu với một con máy cao tiền hơn so với mấy hàng que, nhưng mà khi anh em xài á, thì tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Một cuộn dây anh em có thể xài cả năm đó. Tại vì nó tương đương với 4 bó que hàng 2 ly 5 thì biết chừng nào nó hư, nó hết, đúng không ạ? Đó, thì đối với một con máy như thế này, giá trị rất là mềm luôn, chỉ có 2,8 triệu. Giá rất là mềm, giá giống từ hồi giờ luôn, không có lên xuống xíu nào cho anh em cả. Thì đối với một con máy 2,8 triệu giao hàng về cho anh em, thì anh em thấy như thế nào ạ? Có quá ok không ạ? Với đầy đủ phụ kiện cho anh em rồi, mình chỉ có về mình chỉ có xài thôi. Rất là phù hợp với anh em luôn. Anh em nào mà ok thì cứ nhấc máy lên gọi cho em vào số 0902487643 hoặc là hotline bên trên để bên em tư vấn chốt đơn cho anh em nha. Rồi anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha, qua những dòng video tiếp theo. Rồi, xin chào, tạm biệt anh em.